Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ đời sống bà con ngư dân lại gặp khó khăn như lúc này. Giá xăng dầu tăng cao buộc nhiều tàu cá phải nằm bờ, một số ngư dân phải bán lỗ, bán tháo con tàu để trả lãi ngân hàng. Đặc biệt, việc một số đơn vị không thanh toán tiền bảo hiểm tàu cá theo cam kết hợp đồng đã đẩy đời sống ngư dân càng thêm khó khăn. Nhiều tàu cá không may bị cháy, gặp nạn trên biển, dù đã mua bảo hiểm tàu cá, nhưng suốt nhiều năm nay vẫn mòn mỏi chờ đền bù. Năm 2019, con tàu đóng theo Nghị định 67 trị giá trên 13,6 tỷ đồng của ngư dân Lê Hồng Nhung không may bị cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng. Sau sự cố, anh đã báo cho đơn vị bảo hiểm và hoàn thành các hồ sơ thủ tục liên quan. Thế nhưng đến nay, sau gần 4 năm, công ty bảo hiểm vẫn chưa thanh toán tiền bảo hiểm tàu cá. Dù trước đó, gia đình anh phải đóng mức phí bảo hiểm 46 triệu đồng một năm. Do là bị ngư dân bị tai nạn nhiều nên là không có đủ khả năng chi trả. Hai nữa là bên một số bên đồng hành cùng cái bảo hiểm Gibico là họ cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Vì là họ nói là không bồi thường. Cùng cảnh ngộ đó, con tàu trị giá 11,7 tỷ đồng của ngư dân Lê Bá Nam cũng bị cháy rồi chìm trên biển vào năm 2021. Anh Nam cho biết, suốt một năm qua, anh đã nhiều lần gọi hỏi về chi phí bồi thường tàu cá, nhưng công ty bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội vẫn chưa chịu chi trả, khiến anh rất bức xúc. Gia đình và anh em là cũng chỉ muốn là coi như là bảo hiểm chi trả cho gia đình để mà hồi phục lại, là coi như để mà làm lại con mua lại con làm lại con tàu khác để mà đi biển, bố con anh em mà đi biển. Lý do công ty bảo hiểm đưa ra là do tàu cá của ngư dân đánh bắt ở vùng lộng ngoài phạm vi cho phép, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, máy trưởng trên tàu thiếu chứng chỉ. Dù các chủ tàu đưa ra các chứng cứ, xác nhận của cơ quan chức năng về các nguyên nhân tàu gặp nạn, song phía công ty bảo hiểm vẫn từ chối và né tránh việc thanh toán bảo hiểm cho ngư dân. Sau khi bán bảo hiểm chỉ có đưa một cái giấy chứng nhận, sau đó là không có hợp đồng đưa về cho người dân, chỉ có một cái giấy chứng nhận bảo hiểm như vậy. Thì nên là cái việc bất cập cho người dân là không được đọc cái hợp đồng, nên là đến khi mà bị tai nạn rủi ro thì đến khi đọc hợp đồng là không có hợp đồng nên liên quan, mà khi tất cả chi trả thì phải có trong cái điều khoản hợp đồng. Đặc biệt trong năm 2019, công ty bảo hiểm Pizico, đơn vị được Bộ Tài chính chỉ định, đã tự ý ngưng bán bảo hiểm tàu cá cho ngư dân Nghệ An mà không có lý do. Trong trường hợp mà Pizico không triển khai bán bảo hiểm nữa thì cũng đề nghị là Bộ Tài chính cũng có cái ý kiến chỉ đạo trong cái việc tiếp tục triển khai cái bán bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67 cho các cái tàu cá được đóng mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo thống kê, tỉnh Nghệ An có 104 tàu cá đóng theo Nghị định 67, trong đó có 11 tàu bị cháy, chìm trên biển. Sau các sự cố xảy ra, việc thanh toán từ phía công ty bảo hiểm kéo dài, gây khó khăn cho bà con ngư dân trong việc khôi phục lại kinh tế, trả nợ ngân hàng.